Những Đức gặp một cái chú này Ông nói những đứa một câu rằng Con niệm Phật đó, Thời gian cũng lâu Nhưng mà bị bệnh Thần kinh căng thẳng Mệt mỏi lắm Những đức phiên chú một câu rằng Chú chỉ cần Dịu cái tâm lại Đừng có đặt cái vấn đề Niệm Phật được nhiếp tâm Đừng có đặt cái vấn đề Niệm Phật được công phu Bắt niệm tự niệm, nghe lại Câu Phật hiệu đừng có đặt những cái vấn đề này Chú chỉ cần chấp gì danh hiệu Ai Di Đà Phật thôi Cái miệng chỉ cần Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Nhớ cái câu chưa tổ dạy Niệm lâu thành quen Nhớ Niệm lâu thành quen Niệm lâu thuần thục Niệm lâu dịu tâm Tâm đã dịu rồi Thì tức khắc Thần kinh của mình sẽ dịu luôn hoàn toàn Nhớ có một cô này cổ mới đến cái chỗ lạ cổ ngủ không quen thì lúc này mới thấy rằng là chiếc máy bấm số này đúng là một người bạn đặc sắc mà lúc nào cũng ở bên cạnh mình quý vị ừ. mà nó bên cạnh mình những lúc đặc sắc nhất mà mà nó làm bạn với mình mà giúp cho mình dịu tâm mà an lạc tâm còn có những người bạn nó thường ở bên cạnh mình có lúc thì nói chuyện cho mình vui có lúc thì nó làm cho mình bực bội Có khi nó nói chuyện với mình vui Thì mình lại chấp vào chính nó Còn có khi nó xa mình lại, Mình lại lo sợ mắt nó Và cuối cùng mình bị phiền não Nhưng mà chiếc máy bấm số này Thì rất là đặc biệt Thì cô nói rằng là Mới đến chùa chưa quen chỗ mới Ngủ không được Mà Nằm ngay cái phòng Đặt chiếc máy nghe pháp Bật lớn rồi xong bằng đêm nghe hoài Cứ nghe hoài ngủ không được Thì lúc đó Cái tâm của cô tức khắc nó dịu xuống Nó dịu xuống là nhờ cô mỗi ngày niệm Phật Nó dịu tâm xuống Và lúc đó trong tâm nó rằng là ngủ không được Thì ta niệm Phật Thấy không? Đây là cách dịu tâm đó Ngủ không được thì nắm cơ hội ngủ không được này niệm Phật Thì bắt đầu là cô cứ là cứ nằm thầm thầm niệm câu bấm số, thầm thầm niệm câu bấm số cứ niệm suốt vậy. cô nói rằng là nguyên một đêm ngủ được có tiếng mấy hai tiếng gì nè. Vì mà sáng phải ra. Phải không? Có nghĩa là cái câu vật hiệu này nó tích tụ năng lượng cho mình còn hơn là mình ngủ giấc nữa. Nếu mà dịu tâm mà niệm Phật á là nó tích tụ năng lượng cho mình nó tỉnh táo và nó sáng suốt và nó giúp cho mình có một cái trạng thái của pháp vị đặc biệt hơn nhiều còn chúng ta là phàm phu nên là ngủ được thì ngủ thôi còn những lúc ngủ không được thì sao cứ là cầm cái máy bấm số này ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật phàm phu như mình nó đặc biệt là khi mình niệm mà mình có số lượng đó, tự nhiên mình thấy mình cũng ham từ cái ham này mà mình niệm thôi chứ nếu như mà không có cái máy bấm này là không có luyện thân động thì làm sao luyện tâm định mà nó không có cái động thân này là niệm chút là bắt đầu nó 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 ngán và trong lòng nó nói Bây giờ muốn ngủ mà ngủ không được muốn ngủ mà ngủ không được rồi cái máy cứ nói chuyện hoài bực bội ghê luôn á thì lúc đó nó thô tâm liền thô tâm lên một cái là sanh phiền não nó không có pháp vị mà phiền não nó ào 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 nó kéo đến nó làm cho quý vị căng thẳng thần kinh và quý vị muốn nằm xuống quý vị nhắm mắt đi nhắm mắt đi cho ngủ mà càng nhắm mắt thì nó càng không ngủ mà cái ngủ của mình là nó ngủ từ tâm nó ngủ ra Mà trong tâm nó đã không ngủ được Thì con mắt ở ngoài ngoại cảnh đó, Mà nó muốn nhắm, nó muốn nhắm, muốn nhắm Nó càng nhắm chừng nào thì nó làm cho quý vị Thằng kinh càng căng thẳng chừng đấy Chỉ có một cách là quý vị miệng niệm và mắt mở bình thường Như là trạng thái bằng ngày quý vị đang thức Đừng có cố nhắm mắt để ngủ Khi người mà ngủ không được mà càng cố nhắm mắt để ngủ đó là nó làm cho quý vị nó căng thẳng thần kinh và nhức đầu theo hai bên cái mí mắt này nè Nó làm bị nặng nề lắm Mà nhớ đó Có nghĩa là mình làm sao dù là trong bóng tối Nhưng mà mắt vẫn mở bình thường đi Rồi miệng cứ niệm Phật và tay cứ bấm số Cứ như vậy Dù là lúc quý vị mỏi mệt ngủ được tiếng mấy thôi Nhưng mà sáng thức dậy nó phải rê Là cái cách dịu tâm là phải có niệm Phật Mới dịu tâm được Còn nếu không thì nó cố ép để ngủ Cố ép để ngủ Nên cái người mà bị bệnh trầm cảm á mà đi đến cái chỗ điên loạn là quý vị biết chỗ nào không? là họ muốn ngủ mà tại sao ngủ không được họ muốn mà tại sao không được đây là cái chỗ mà nó phản tâm có nghĩa là muốn mà tại sao mà tại sao không được như vậy rồi tại sao mà mà cứ nó dè dẫn mình như vậy rồi nó làm cho hai hai vị trí này nó nó đối kháng với nhau nó làm cho mình dội lại ngay chính mình và phản xạ mình nặng lắm nhớ có nghĩa là tất cả những cái nghiệp gì mình đổ ra nó chỉ có một nguyên lý rồi chúng ta cứ là niệm có vật hiệu này Chứ đừng bao giờ là ngăn nó Thì tức khắc tự nó đi Có nghĩa là tự đến tự đi đó Là câu vật hiệu này chỉ có niệm lên để dịu tâm thôi Chứ ngoài ra nó không có diệt vọng tượng Nó không có diệt những cái thứ ngoài câu ai với đà Phật Bởi vì chỉ có niệm ai với đà Phật thôi Thì tự nhiên câu vật hiệu bị niệm Đến lúc quen và dịu tâm Thuần thục Thì tức khắc những cái Ngoài câu ai với đọc Phật tự đến và tự đi Chỗ này đặc biệt lắm quý vị Nếu mà chân thật mà hành trì thì có kết quả đó Nên những người mà thần kinh căng thẳng Bị bệnh thần kinh Chỉ cần họ chịu niệm có Phật hiệu Chỉ cần cái miệng của họ Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Một số người mà tu mà quá dụng công á Quá dụng công á, Mà đặt nặng vấn đề gì công phu quá Có khi họ cũng bị thần kinh nữa. Lạ vậy đó Biết sao không, quý vị vì nhìn họ thì giống như dụng công rất là cao Dụng công rất là nhiều Nhưng mà cái dụng công của họ Là không biết cách dụng công Không biết cách dụng công bởi vì để ý một con người này rất mạnh nha Rất mạnh ỷ vào sức của mình Khi giác đồ Thì ỷ sức Đồ để dưới đất không nhờ ai đỡ hết Dùng sức của mình Hắt món đồ đó lên dây để giác Nhưng mà mỗi lần họ dùng sức như vậy Họ không có dùng thế Một lần, hai lần, ba lần Tức khắc nó bị Chấn thương xương sống Rồi từ từ nó đi vào trạng thái là con người này sẽ bị cúp sưng sống của một ngày nào đó tàn phế thấy không có nghĩa là ỷ sức mình Mà không biết dùng thế Thì cái người dụng công tu cũng vậy Chưa chắc tu nhiều là hay Nếu tu nhiều là hay Khổ hạnh là thành công Vậy vì sao Đức Thích Ca Mâu Ni Sáu năm khổ hạnh nơi khu rừng già Mà không thành đạo nếu như khổ hạnh Và ăn một ngày một hạt mè để diệt tất cả dục vọng và diệt tất cả những vọng tưởng để chứng vô thượng bồ đề như vậy thì diệt mà sáu năm của đức thích ca muni ni khổ hạnh ở khu rừng già có ai bì được với ngài vì sao ngài không thành công và thêm quý vị đã coi qua lịch sử ngoại đạo khoái đạo lõ thể có nghĩa là họ không bận đồ đạc chỉ có một miếng giả nhỏ để che một bộ phận gì của bản thân thôi họ dùng cây đập vào người có nghĩa là họ dùng cái cách tu này để làm sao diệt dục diệt tham diệt sân si nhưng mà đến trình độ như vậy vẫn không diệt được họ đâu có thành tựu đâu mà diệt được mà có khi họ còn tăng trưởng thêm cái tâm tham sân si nó vì sao? Vì họ nghĩ những người khác tu không bằng họ. Khi Đức Thế Tôn thành đạo, Đức Thế Tôn đi hóa độ thì một số ngoại đạo nói rằng: Ông Thế Tôn á, ngài á không có khổ hạnh như mình làm sao bằng mình. Rồi đã từng có gia đình và có con. Làm sao mà bằng mình Quý vị thấy rằng là Cái sự tu khổ hạnh của họ Họ lại sanh ra cái ngã là nghĩ mình Là người tu nhiều, tu giỏi Và mình là người Dụng công Dữ dằn hơn người khác Nhưng họ không có biết được rằng là Cái chỗ dụng công của họ Là nó không có nguồn gốc giải thoát Mà cái nguồn gốc giải thoát Là cái buôn xã là buôn xã từ tâm Còn cái cảnh bên ngoài Là phải đi vào trung đạo nên Đức Thế Tôn khi mà 6 năm tu khổ hạnh nơi khu rừng già đó Thì không có thành tựu được Đây là tỷ hiện thôi Tỷ hiện cho người đời sau chúng ta Không nên quá khổ hạnh Có nghĩa là lấy khổ hạnh làm thầy Và nên khu khép mình Nhưng tuyệt đối không có nên quá đáng Tại vì Đức Phật biết rằng việc quá đáng là người về sau sẽ không có làm được nên đức Phật thể hiện con đường trung đạo. Đó. Nên có những người họ dụng công quá nhiều, họ lại quay ngược lại, thí dụ như trong một ngôi chùa. Người này là người không có quản lý gì trong ngôi Tam Bảo hết. Họ chỉ là một người bình thường ở trong chùa thôi. Mỗi ngày quét lá đa, hoặc rửa nhà vệ sinh thôi. Nhưng mà có khi bằng đêm họ thức phía dậy sớm họ tu nhiều vô cùng rồi một ngày họ bấm số niệm phật đó, ba bốn chục ngàn câu rồi họ ăn họ ăn kiêng có khi ăn hai buổi nghỉ ăn một buổi rồi có khi không có dùng phi thời gì hết rồi bắt đầu họ tu một thời gian trong lòng họ mới nghĩ cái gì cái người trên kia Tuy ông là lãnh đạo nhưng mà tôi thấy ông không bằng tôi Khi vừa cái tâm này khởi lên Cái tức khắc họ Gơ vào cái chỗ là Chấp ngã Chấp tướng Và nổi lên cái tâm Ta đây Kiêu ngạo Thấy chưa chết rồi đó Có nghĩa là cái tu nhiều Mà lại phát cái tâm này Trong khi họ mỗi ngày chỉ lo tu còn cái người trên đó là cái người mà người ta gần gũi nhân sự bao nhiêu con người để người ta tu với bao nhiêu con người từ là người thiện người ác người chịu tu người không chịu tu mà người ta gần gũi người ta vẫn sống được trong mọi cảnh viên mà người ta tu được vậy thì chỗ này là chỗ mà người ta vượt qua mặt cái chỗ khổ hạnh kia rồi cái chỗ khổ hạnh kia chịu khó kia để khép mình thôi để rèn mình khi đạt công phu là chỗ nào? Là chỗ đối nhân sự thế Mới là chỗ đạt sự tu hành Thì phải nhớ Nên á Nhiều năm Đức Phật Chưa chứng đạo Thì Ngài khép mình trong đạo để mà tu Khi thành đạo rồi Thì Đức Phật mới ra quá độ nhân sinh Quý vị Cô lịch sử vậy thì quý vị sẽ hiểu Hiểu là cái tu mà gần gũi con người được á, Thì đây mới là đỉnh cao của Phật Pháp Còn cái tu mà mình mà không có ai bên cạnh hết á Đây chỉ là sơ học để khép mình Để mà cố gắng khuôn mình Để gây dựng mình tu thôi Nhưng mà trong thời đại hôm nay Thì quý vị suy nghĩ rằng là Chúng ta làm sao đủ bản lãnh Để mà mình mà ngồi một chỗ nào đó Một mình mình không có ai động đậy tới mình Mà mình tu được quý vị Thí dụ như có nhiều người không hiểu Thấy Tổ sư Đạt Ma Ngài quay mặt vào trong vách để mà ngài thiền định nhưng mà về sau nhiều người không hiểu việc mà tổ sư đạt ma quay mặt vào trong vách đá là ý nghĩa gì ngài đã thành đạo rồi có đi quá độ rồi và thời gian đó là thời gian ngài đang chờ đợi huệ khả để truyền cho y bác ngài mới ngồi như vậy Chứ không phải là chỗ ngồi đó của Ngài Để chứng thiền định không phải Mà sự chứng ngộ thiền định Thì Tổ sư Đạt Ma đã đạt rồi Và đi quá độ cũng đi quá độ rồi Nhưng thời gian kế tiếp Là Ngài ngồi ngay vách đá Để chờ đợi Huệ Khả đến Để Ngài truyền trao y bác Đây là trách nhiệm của Tổ sư Đạt Ma Từ Ấn Độ qua Trung Quốc Để mà truyền thuyền tộc Hãy nhớ nên cái tu mà tăng ngã của mình có khi dũng công nhiều lại tăng ngã và nếu như hiểu dũng công nhiều và suy nghĩ mình là kẻ phạm phù mình không có gì cả thấy mình thường sân si thấy được mình như vậy thì tức khắc sự tu có tiến bộ nên quý vị nhớ chúng ta tu làm sao mà có thể từ tốn đi chậm mà chắc đi chậm mà chắc nên những đứa cái nhắc chúng hoài trong chùa Đừng có tách rờ hội chục Đừng có tách rờ hội chục Dù là chúng ta có gần nhân sự Chúng ta có thấy được những con người này Tính tình của mỗi con người sao nó tệ quá Nhưng quý vị phan hãy nhìn những con người đó Và tất cả những cái góc độ nhìn của mình Đều là do chính mình tệ Có nghĩa là mình thấy được một người tệ Hai người tệ Mười người tệ Và một trăm người tệ thì tức khắc trong tâm chúng ta là có một trăm loại tệ Một trăm loại tệ mà gom góp một trăm người Chúng ta lại có thành một trăm loại tệ Nhớ Nhớ đó Như vậy thì Cái nhân sự khi quý vị gần gũi Mà quý vị thấy bất cứ một hình tướng nào không phải đều là để phản tỉnh nhắc nhở chính mình Mình có cái loại đó hay không Nên sửa đi đó Nên cái người tu mà tách rờ nhân sự Thì hoàn toàn thất bại Nên chư tổ nói rằng Tăng xa chúng thì tăng tàn Hổ ly sơn thì hổ bại Đó Nhớ đó Nên nó vì sao mà Người tu mình bây giờ Tu một thời gian lâu Bắt đầu là chúng ta Muốn làm chuyện cao xa mà chính mình không làm được Mà lạ thay những người tu lâu á những người bị đụng đến thì phiền não nhiều ừ. Đụng đến thì phiền não nhiều Cái việc này là việc đi ngược lại Phật Pháp và đối với vị Trong Phật Pháp đúng ra là càng tu lâu là càng dịu tâm Và càng tu lâu thì càng trở thành người bình thường Như văn tử hôm qua chúng ta đọc đó Người tu càng lâu thì càng đơn giản Đơn giản đến mức chỉ còn có một câu a di đà phật, phật. đó nên mình là người tu tịnh độ mà tu lâu mà mình nói chuyện thôi mà nói văn tự quá trời mình không chịu khuyên niệm phật chứ chứ mà nghe ai nói văn tự gì là bắt đầu là đấu tranh văn tự ngồi xuống cãi chốc cốc của hũ luôn Cãi <laughs> tứ tung chân á thì biết rồi còn nếu như mình mà xuyên niệm phật mình thấy cái nơi tranh cãi là mình thôi mình rút lui hoặc là mình ngồi im im mình cứ nhép 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 môi tầm tầm cứ bấm số niệm phật vậy là quý vị đạt tiêu chuẩn rồi đó tại chư tổ nói rằng là tu càng lâu thì đơn giản đến mức mà chỉ còn có câu ai với đạo phật à nó no. đây là cái việc mà chư tổ sư có nhiều vị thông 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 giáo nhưng mà khi gặp cái sự tranh cãi không cần thiết thì các ngài đều là im điềm và niệm phật rồi đi đến nơi nào đó lo niệm phật thôi nên các ngài nói ra được cái văn tự là tu càng lâu thì cuối cùng càng đơn giản đơn giản đến mức chỉ còn có câu ai với đạo phật các ngài có hành trì và các ngài biết được điều này là như vậy đó nên chúng ta khi nghe như vậy nè nó đụng mình chỗ nào thì mình phát triển con đường tu mình chỗ đó mình cảnh giác cao độ nó Phật pháp là để nhắc nhở thôi khi những buổi nói chuyện này của mình hiện tại bây giờ là nó để vào chiếc máy được hơn 900 buổi nhiều đứa vị những buổi chia sẻ Phật Pháp của mình là quá nhiều Quý vị bấm lên mạng Vì cho thấy là Chàng Lan Đại Hải nó nhiều đến mức quá nhiều Vì ngày nào cũng chia sẻ Nên có những vị mà trưởng đoàn Nghe những công đoạn này Quý vị có thể làm như vậy Nó cũng có phước lắm nè khi dịp Tết này quý vị có thể dẫn đoàn đi thập tự Dẫn đi giếng chùa Trên đoàn xe Thí dụ như mình không phải trưởng đoàn Mình nhắc nhở trưởng đoàn Nói một câu gì Có ghé ngôi chùa hộ Pháp này nè Mà ngôi chùa này có máy nghe Pháp đồ Có máy niệm Phật đồ Có đèn bông sen Có máy màn hình Mà toàn bộ là đặt giá gốc dùm cho mình không à Bây giờ mình đi chùa hoài Mà có khi mình Không có đem một món đồ gì gì Để mà mình áp dụng Mình nghe, mình tu, mình hành cái đi hoài vậy thì ổn quá Thôi bây giờ cái dịp mình sẵn có dịp đi thập tự mình ghé ngang chùa hộ pháp. Quý vị nào có thể mua vài chiếc máy để tặng cho cha mẹ, người thân của mình, bên vợ bên chồng. Bà con nội ngoại hai bên với khả năng mình có thể mua được vài ba cái. Quý vị nên á, mua những cái máy này còn tặng người thân cái giá trị nó còn lớn hơn là cái chuyện quý vị cho tiền họ nhiều nè. Mình là trưởng đoàn mình nêu lên như vậy với cái phái đoàn của mình đi người ta ghé người ta mua một cái máy niệm phật hay là cái máy nghe pháp thì cái chuyến đi của họ cũng đem một cái món đồ phật pháp về nhà có giá trị còn nếu như bây giờ quý vị dẫn họ đi 10 ngôi chùa đi xong họ gì không có cái gì nghe thì thì họ quên mất tiêu hết trơn rồi nên cái tích tụ lại được cho họ là có cái máy nghe pháp thí dụ như quý vị ngồi nghe gì có khi vị tăng trưởng cái tâm niệm phật chứ nghe nhớ được mấy câu nhưng mà chiếc máy nghe pháp mình cầm mình nghe hoài nó nhắc nhở mình suốt luôn đây là một phương tiện rất là thù thắng Nên những vị trưởng đoàn á Mình dẫn đoàn đi Mình khi ghé chùa này quý vị Nên thông báo chương trình như vậy đó Đây là một cách rất là hay Một câu nói này quý vị có phước Có phước Đó Cách này ba ngày Có ba gia đình này Làm thay làm bướm mà nhà ở Cà Mau lên đây vậy trẻ lắm mỗi một cặp vợ chồng thì có một hai đứa con mà con cũng lớn lớn rồi vậy mà không được đi học gì hết nói đi lên đây đi làm mà không có dư giả bao nhiêu rồi mấy đứa nhỏ cho đi bán giấy số không được đi học mà mặt mày đen thui nhìn thấy tội nghiệp lắm kìa quý vị biết rằng nghe vô chùa mà quý vị nó gặp mấy cái bánh mà mà các cụ ăn xong mà mà để lên dĩa đó các cụ Ăn xong mà dư mà để lên dĩa Cái cụ bẻ 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 rồi Có những cụ bẻ xong ăn hết để lại dĩa đó cục Cái buổi giờ đó là coi à, Cái giờ lúc uh, 10 giờ 25 Buổi trưa ăn cơm mình đó. Có cụ biết rằng là mấy đứa bé nó gặp mấy cái dĩa bánh mà Hôm qua mà nó rõ ra là cái bánh cũng biết thật đó cái cụ Cắt 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 ra đó Vậy đó các cụ mà nó thấy một cái nghe Mấy đứa bé nhỏ nói Ba mẹ ơi bánh ngon quá à, Con thèm quá à. Cha mẹ cũng gì cứ nhìn mấy cái bánh Thì quý vị biết rằng Có khi ngoài đời Một cái bánh không có ăn nó bị bị ơi Còn chúng chùa mình các cụ thấy không các cụ Chùa mình năm ngoái ăn Tết là Trước nửa tháng là bánh trái chảy ra vậy đó Năm nay thì hơi trễ nè mọi vị biết rằng là bánh mua nhiều cứ chảy ra dĩa ý những đức muốn nói rằng là mình có cái ăn cái mặt mà mình không cần nặng nề lo là nhờ mình niệm phật đó các cụ ơi nhưng mà mình phải nhớ lời chư tổ dạy nghe hưởng phước bất khả hưởng tặng đó. thí dụ như trong bếp đó, cô liên đạo cô cũng rất hiền cô rất là dễ tính vị nhưng mà do cái tính của liên đạo của quá dễ Mà cô làm cho chúng Có khi người không hiểu Nó xài sạch phước Trong khi những đức nè Là người có quyền được xài thoải mái nè quý vị Nhưng mà những đức dè dặt từng chút Từng chút những cái xài của những đức Vì những đức biết Hưởng phước bất khả hưởng tặng Mà mình dè dặt mình còn làm gương cho người khác Để sau này mình hướng người khác nữa Vì Phật Pháp là tấm gương Để cho người khác soi Chứ quý vị đừng có nói rằng Tôi không muốn đụng chạm với ai tôi dễ Ừ Đừng có nghĩ như vậy Nên Phật Pháp phải cần có trí tuệ đó ừ. Có khi mình tạo một điều kiện quá dễ cho con người Mà khi phàm phu mình Lạ lắm Quý vị coi cho một gia đình Mà nếu cha mẹ mà quá dễ là gia đình này hư Phải có thương và phải có cái việc Sắp xếp Giống như thương là thương Mà giải quyết vấn đề là giải quyết vấn đề nó phải có một cái nội quy để sống vậy thì cái nơi ở đó mới thành công phải nhớ đó nên á những đức thấy rằng cả hội chúng đông này những đức tìm ra một người như cô liên đạo để mà cổ dễ nhất để cho chúng mình khi mà xuống nhà bếp nó không có đụng chạm nhau vậy nhưng mà do cô liên đạo cũng quá dễ từ nơi đó mà một số người mà họ không hiểu thì tức khắc họ bừa bãi ti tiền đó quý vị biết rằng ngoài đời kiếm chịu đâu có đơn giản đâu có cụ chùa mình mà uống cà phê thôi mà buổi uống đơn giản người nửa chén thôi Nhỏ nhỏ vậy thôi mà các cụ biết rằng cũng gần hai triệu bạc mà các cụ biết rằng nó đủ thứ đồ để mà sắp xếp Thí dụ như trưa nay chúng ta nấu lẩu ăn đi Một nồi lẩu của chùa mình nấu ăn á các cụ Nếu các cụ trong tay không có 10 triệu Các cụ không không dám nấu không? Trong khi ngoài đời một cái đám dỗ á, Chúng ta làm cũng đâu đến nổi Nhiều tiền quá dưới quê mình các cụ Nó vậy mà chúng ta Ăn đơn giản vậy thôi đó Mà tại vì do đông người biết, biết không Ý những đức muốn nói cái này cho quý vị nghe rằng Hưởng phước quá khả hưởng tặng Chúng ta phải có ăn Có nghỉ để có tu nhưng mà làm sao á mình có ăn mình suy nghĩ còn nhiều người khổ có cái tâm vậy thì nó có phước đúng không người ta đi vô chùa mình mà nhìn mấy cái bánh cắt cắt ra cũng biết thực gì mà thèm quá trời luôn mà mấy cái bánh kẹo kẹo đó mà đưa cái cụ kia cụ không ăn cụ nó không chịu ăn tại vì chùa mình cái cụ ăn quen rồi thêm nữa nhiều đồ ăn rồi ăn hoài bánh quý vị biết rằng là quanh năm chùa mình là cứ bánh kẹo rồi thức ăn trái cây quý vị coi có khi mà mình các cụ ơi mình ở dưới quê này các cụ làm gì nhà mình mà các cụ những đức nói thật lòng bây giờ những đức nói nhà những đức đi các cụ những đức nói với các cụ biết nghe nhà những đức có khi một tháng chờ chưa có trái cây ăn đâu các cụ à một tháng chờ chưa có trái cây ăn đâu đó còn chùa mình quý vị biết rằng có khi một ngày ăn ba lần trái cây hai lần một lần là thường xuyên ngày nào cũng ăn trái cây hết chứ coi cái chùa mà mà đâu phải chùa nào cũng được gì đâu Những đức đến một ngôi chùa lớn lắm kìa Vì mà ngôi chùa không ai cúng Trái cây gì chứ Mà chùa mình dịp Tết này thôi bưởi trái cây Người ta đem về tấp nập tấp nập Những đức phải đưa những ngôi chùa bên kia vậy Quý vị biết rằng là cái công đức niệm Phật Cái công đức hướng dẫn người niệm Phật nha Thôi bác khả tư nghì Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng được quý vị ơi nó duyên, nó thù thắng, đừng có nói nữa Nên những Đức nói một câu Nó xác thực rằng là Mình vì vạn người, vạn người vì mình nếu mình vì mình là mình không có gì đâu Tâm lượng phải lớn, phước báo lớn Trí tuệ lớn từ tâm lượng lớn Nên hưởng phước bất khả hưởng tặng Đó Ba gia đình đi vô trong chùa mình mà những đức Đem bánh ra cái cụ Những đức tuy là Việc lớn mình cũng làm Mà việc nhỏ nhất quý vị biết những đức vừa Thường đi vô trong cái tủ bánh đó, Cứ kéo tủ ra coi Nhìn bánh Coi vị trí Những đức thường nhắc mấy cô mấy cô nè đồ ăn này không có được để dưới đất gì nghe nó không được để đây nghe để lên trên cho để chúng ăn phải để đồ ăn cho đàng hoàng còn khi bánh kẹo ngày tết mua là mấy chục triệu để nguyên một một cái vị trí gì đó khi lấy bánh kẹo ra phải gói gọn lại buộc dây thun cho đàng hoàng phải bảo quản cho đàng hoàng vì tiền này không phải tiền của mình mà tiền của chúng sanh mình có được ăn mình phải biết bảo quản chứ không phải rằng là lấy ăn xong rồi ngồi 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 lại cái đầu bịch ấy, ngồi, ngồi 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 đại đại rồi nhặn xuống cái đó là cái điều mà mình quá tệ quá tệ nó không có kỹ lưỡng từng chút hiểu không những đức thấy rằng người nữ bây giờ khó tìm ra một người nữ đảm đang mới bị à khó tìm một người nữ đảm đang quá à Cả chùa mình luôn những đứa khó tìm ra một người nữ đảm đang quý vị nó. Cái đảm đang đây là cái khéo léo làm việc Từng chút từng chút tỉ mỉ gọi là đảm đang quý vị Không tìm ra Quý vị biết vì sao mà chúng ta không có con người đó không quý vị Vì cái tâm cảm ơn của mình nó không có Nó không có biết được cái sự cực khổ của con người ta tạo ra tiền đem cho mình Để mà mình lo cho chúng mà mình có ăn Mình không biết cảm ơn để tích tụ phước Nên từ nó đó mà mình bê tha Mình không biết quý vị biết rằng những đứa hôm qua gặp với cô trồng rau như đứa nói như này cô ơi chúng ta trồng rau là điểm chính cho chúng dùng làm sao cho cọng rau non ngon để cho chúng dùng đi cô à đừng có gì cái việc mà tạo ra cái vườn rau đẹp cho người nhìn nhìn là hình thức dùng mới là thù thắng nhìn là hình thức dùng mới là thù thắng nhớ nếu trên bằng thờ mà đem trái cây lên cúng phật mà đây đây mà để cho thúi hình thức chúng thì không để chúng cho ăn dù là cúng phật cũng không bằng cho con người ăn câu này chính đức phật nói rằng ta là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thành tất cả chúng sanh đều có đức tướng mà trí tuệ như phật Đúng rồi Quý vị thấy việc làm của Nhân Đức Ngày lễ vía người ta đem trái cây khắp nơi gì Nhân Đức nói với các cô trong bếp rằng Nhân Đức nói với vị nghe nha Nó không có một người đàn ông rộng rãi Thì quý vị sẽ chờ coi Đồ ăn nó để cho hư thúi hết Cái tâm cái người mà nó hẹp hòi Nó kỳ cục như vậy đó Không cho người ta ăn để cho hư thúi chơi vậy đó những đức đi coi từng chút từng chút những đức nói ngày lễ là phải đem ra cho người ta ăn hết đi nghe Người ta đem đến, người ta cúng mà mình đem ra cho người khác ăn Người ta thấy gì, người ta vui lắm Mai mốt người ta đem lại nữa Nên việc làm những đức Những đức nói cho các anh em sau này mà Có chùa chiền anh em nhớ nè Cái việc mà 400 người trong chùa mình Mà không thiếu ăn là phải có cách Từ cái tâm lượng của mình nghĩ với người Chứ không phải cá nhân mình đâu Anh em biết, anh em thấy không Khi cuối năm cộng tu Bánh vừa mới mua gì Là những đức nói mấy cô dọn bánh ra Dĩa đồ cho đàng hoàng nha cho toàn bộ cái hội chúng bên ngoài người ta vô cuối năm cho người ta dùng lần đi và những đức trên đây những đức nói chuyện nói à tuy à, bánh trái quý vị thừa mua đi nhưng mà đây là tấm lòng ngôi tam bảo dọn ra dĩa bánh để chúng ta ăn tết nghĩa là đây là cái lọc của chùa chúng ta mỗi người dù ăn một cục kẹo một miếng bánh nhưng thấy cũng vui lòng tuy một câu nói nói ra vậy mà ăn một miếng bánh vậy đó mà quý vị coi nè tự nhiên người ta ăn một miếng hột dưa vậy mà ta mua một kg hột dưa đem lại người ta ăn một miếng bánh kẹo chút xíu thôi mà ta mua vài chục ký người ta đem lại nó lạ như vậy đó nên cái chỗ là mình gì vạn người vạn người gì mình là như vậy đó còn nếu như mình nói bánh này mua để cho mấy bà cụ bà ăn bây giờ đem chảy cho người ta hơn một ngàn người ăn hết trơn sao thì quý vị chịu thua ừ chịu thua tại sao chùa mình có chuối ăn hoài mà trong khi không trồng chuối vì sao vì đem chuối cho người ăn nên người trồng được một buồn chuối là đem lại chùa một người đem một buồn một trăm người là một trăm buồng từ nơi đó mà chùa mình suốt lúc nào cũng có chuối rau thức ăn cái gì dư điều chia cho người thì người từ cái tâm đó mà người ta nói rằng chùa pháp đó lúc nào có gì cũng tặng mình nó đánh vào cái tâm tham của người ta người ta mở tâm lượng ra nên người ta trồng được vài cọng rau dài và tiêu nhỏ nhỏ cũng đem đến chùa mà đông người thì thành nhiều Nhiều rồi tiếp tục những đức mới kêu chia ra cho người bịch 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 Xây ra đem về tiêu đó cho gia đình ăn Mà gia đình ai cũng được dùng tiêu trong ngôi tam bảo Vì thì kết duyên cho tất cả trong gia đình Thì bắt đầu hỏi tiêu này ở đâu đem về Là ở chùa Hộ Pháp đem về Bắt đầu trong gia đình của họ trồng được một cái cây gì Họ nói bà ơi bà đem cái trái đi đến chùa Hộ Pháp cúng đi giùm tôi đi bà Người ta cái gì cũng tặng cho mình Thì mình phải tặng cho người ta nghe bà Đó từ nơi đó mà thù thắng mới bị uhm. à, việc làm nó nói rõ ràng không rất rõ ràng nói cho tất cả gia đình nào cũng nên làm vậy đi thí dụ như bây giờ gia đình của mình nấu nồi bánh canh làng sớm kế bên nhà mình múc một tô bánh canh đem lại nói bác hai ơi ba của con á sai con á bưng tô bánh canh là biếu gia đình bác ăn lấy thảo nhà bữa nay có nấu bánh canh bác à hoặc là mình đổ bánh khọt bưng dĩa bánh khọt của ít lòng nhiều mình bưng đến mình nói bác ơi mẹ của con nói sai con là bưng dĩa bánh khọt biếu cho gia đình bác để mà gia đình người dùng cái bánh khọt lấy thảo gia đình con một câu nói vậy thôi nhưng mà mai mốt gia đình đi đổ bánh xèo đem bánh xèo lại gia đình mình nó làm cho tình nghĩa làng sớm nó gần gũi còn nếu như mình ăn bánh canh thì ăn bánh xèo thì ăn bên kia ăn thì ăn, vậy thì cái tình làng sớm nó không có một cái sự gần gũi, vậy thì tối lửa tắt đèn nương nhờ vào ai? cái đạo lý ngày xưa nó hay lắm mấy vị à rất là hay. bây giờ càng ngày càng phát triển thì nó mất làng sớm, mà làng sớm mà mất đi thì cái sự đoàn kết con người nó kép đi. đó nên mấy vị biết rằng ba gia đình kia mà những đức nói chuyện ở Phật pháp như thế không họ nghèo họ khó họ đến chùa mình. Mục tiêu là gì? Không phải vì miếng ăn đó Mà chính họ trước đó một tuần họ đến Quý vị biết đó, Họ đến ngay cái giờ lúc đó hình như là 5 giờ 45 Buổi chiều Ba gia đình này đến là để xin mỗi một gia đình một chiếc máy nghe pháp ừ. Đến lúc 5 giờ 45 Thì ngồi đợi những đức một tiếng đồng hồ Là chỉ mới có 6 giờ 45 Thêm một tiếng đồng hồ nữa là bữa đó những đức sắp xếp cái gì mấy cô bên đó là họ chờ những đức gần 2 tiếng đồng hồ luôn vậy mà những đức còn ở bên kia sắp xếp công việc bên kia không gì họ ở xa quá họ phải tranh thủ đi về không được chiếc máy nào hết từ cái tâm chân thành vậy đó quý vị mà bữa đó trong ba gia đình đó đó có một người đàn ông họ nói gì nè bữa nay chúng con qua bên đây là ba gia đình cùng đi là trước đó là tuần trước là buổi chiều đi đến mà ngồi đợi thầy lâu lắm không gặp rồi xong đi về cả tân lễ Tại vì được người ta cho mượn chiếc máy nghe thích quá Rồi chuyện với nhau cho mượn Mà người ta lấy lại hoài mà thích quá Mà không có chiếc máy nghe Rồi mới đến đợ lâu vậy mà không gặp thầy Thì đi về Đi về xong rồi Bắt đầu là trước đó hai ngày Trong số lượng Ba gia đình đó thì có một người đàn ông Họ nằm ngủ, họ nằm mơ Trong giấc mơ có một người sức gia đến nói rằng bữa nay qua được rồi đó qua đó đi người ta cho mấy nghe pháp Vị nghĩ có nghĩa là cái người đàn ông đó nhìn đen thui à mà mà nhìn thấy có nghĩa là tay lắm chăn bùn đó quý vị ông nói rằng là ông ngủ nằm mơ ông thấy là có người xuất gia đến nói một câu rằng là bữa nay qua đó đi người ta cho mấy nghe pháp qua đúng cái lúc 10 giờ 20 25 là lúc những đức đang ngồi ngay nhà ăn luôn. Họ bước vô thì gặp thẳng mình luôn. Thì những đức nói chuyện với họ một chút rồi những đức tặng máy nghe pháp cho họ. Quý vị biết rằng cái tâm người ta vậy hình như là cái duyên người ta đến gặp Phật pháp quý vị. Rồi có một cái chú ngồi đây nè. Ông đi lấy củi chung với mấy chú, chú to to con á. Chính chú kể câu chuyện. Chú là quê cùng với những ăn nè, với những ngôn. Mấy chú nói rằng là chú kể câu chuyện rằng đó. chú được người ta tặng chiếc máy hay là chú có chiếc máy gì cái phương diện sao đó. Chú nghe những Đức nói chuyện. Mà chú thường nghe mà nghe nói gia đình chú thì có con gái hay gì đó thì thường là thích bấm điện thoại thì ba bắt máy nghe pháp thì ông cụ ông bắt máy nghe pháp bắt lớn mới nghe được bắt lớn lên thì đứa con lợi nó bớt nhỏ lại một chút không có tắt nên nó bớt nhỏ lại ông bắt lớn lên một chút thì nó bớt nhỏ lại vậy đó quý vị mà có một cái luồng gió mạnh vô cùng mà nó tát vào mặt đứa bé nó mấy cái tát vào mặt Sưng mặt luôn quý vị thì vị suy nghĩ rằng Người dương mình thích nghe Pháp Người âm cũng thích nghe Pháp cái vị thấy cái duyên đến ghê chưa Có nghĩa là cái duyên phước của con nhỏ nó Nó cũng có phước duyên của Phật Pháp á Nó mới có cái duyên như vậy Mà có khi cảnh tỉnh nó gặp Phật Pháp luôn á Chính ông kể đó Nói rằng muốn vô đây gặp thầy kể Mà thấy thầy lưu bu không có gặp Ông kể cho mấy thầy khác nghe Nói rằng là ông nghe Pháp mà nó bớt nhỏ Cái âm thanh máy nghe Pháp lại Vì mà cái luồng gió nó thổi ngang Mà nó quất vô mặt Tát vô mặt vậy mà tác xưng mặt luôn quý vị vì nói đơn giản sao rõ ràng là phật pháp á, người dương mình nghe đông người âm càng đông hơn nhưng có khi cái người này chưa đủ duyên tự nhiên người ta bực lắm mà người ta không đụng tới người này được thôi còn cái người mà đến lúc duyên rồi đó là tự nhiên người ta đụng được đó cho quý vị biết á không giỡn á nhưng mà khi người ta bực mình quý vị là quý vị cũng tổn phước rồi đó nên nó phải nhớ rằng là mình sống xung quanh mình còn bao nhiêu phần vô hình đông lắm người ta đang bên cạnh mình nên mỗi một ý niệm của mình là niệm Phật đi Là thù thắng vô cùng Nên bất cứ một người bệnh gì đi vô đây nghe những đức nói chuyện này Quý vị chỉ cần rèn lại cái tâm mình thôi Chỉ cần chỉnh lại cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng thôi Dịu đi Thì tức khắc phần vô hình bên cạnh mình sẽ nhẹ nhàng hết Và chính bệnh tình của mình sẽ hết Khỏe liệt Một bà cụ gãy xương đùi Đi xuống bệnh viện Bác sĩ nói bà bị tiểu đường Mổ rất là khó khăn các vị biết tiểu đường rồi Tiểu đường mà đứt tay thôi là phiền rồi Đừng nói mổ cái cái chân đùi ra Nó còn kinh hơn nữa Bác sĩ kêu nằm đây đi Để mà theo dõi từ từ Thì vị biết rằng là Bà ở trong chùa mình bà quen bà vui Mấy cô chăm lo Nhiệt tình Đi xuống với bệnh viện Có hai ngày bà buồn bà khóc Bà nói quá buồn rồi Về đi Về đi bả cái đồ gì vậy, quý vị Rồi xong khi mà Nêu lên cái chuyện mổ là bác sĩ nói là Mổ cái ca mổ này là 50 triệu Gia đình thì quý vị biết rằng Hôm qua những đứa gặp người con trai Mà buổi sáng đó cái cụ Cái ông cụ tóc bạc bạc đó là con trai bà cụ đó đó Thấy cằn cù mà nói chuyện hịch hạt lắm Dưới quê Quý vị biết rằng Thì bác sĩ người ta nói là phải gọi người thăng vào Để mà ký tên Thì mới dám mổ ca mổ này Thì nói à, nếu mà mổ được Mà bà đỡ đau chân bà thì mổ thôi 50 triệu 50 triệu mổ mổ thôi Thì gọi người con trai vô Thì gia đình cử ra người con đi vô Đi vô xong rồi Bác sĩ nói là bà bị tiểu đường Nên phải để nằm đây để mà Theo dõi từ từ mới mổ Rồi Thấy thời gian nằm đó Cứ nằm đó bà buồn quá thêm người con trai mới nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ cũng sanh các con ra tuy nhà nghèo nhưng mà các con cũng nuôi được mẹ thôi bây giờ mẹ già mẹ bệnh đau gì thôi mẹ đi theo chúng con về nhà đi chúng con chăm lo cho mẹ người con trai của bà cụ nói chuyện hịch hạc mà con người rất là thật thà nghe quý vị hôm qua ngồi nói chuyện chúng nhân đức á tuy cái thật thà nhưng mà có có cái rất là khéo Nói chuyện rất là khéo Cái khéo của người ta là câu đầu nói Là nêu lên rằng con muốn đưa mẹ con về nhà Để con chăm lo vì bổn phận làm con mà thầy Mình chăm lo cho cha mẹ Mình cảm thấy lương tâm mình nó cũng nhẹ nhàng Mà câu nói của ổng không có được dịu như mình Vì mà ông nói thô Mà câu nói rất là hay Nhưng Đức rất là chấp nhận Nhưng mà mẹ con bà nói rằng Con ơi Mẹ sống trong chùa mẹ vui hơn con à Mẹ sống trong chùa mẹ thích hơn con à Con có cái tâm như vậy là được rồi Con để mẹ ở trong chùa đi Thì cái chú này ông nói rằng là Thầy à Một con người Quan trọng nhất là Cái tâm niệm của người ta muốn Mình chiều cho người ta Mà ý niệm niềm vui của mẹ Chúng con không có bắt ép Ông nói rất là khéo đó nha Ừ, nó từ nào đó khi ngồi nói chuyện với ông ông nói rằng qua tết con sẽ dẫn con cháu vào thăm bà còn bà cụ thì bà nói bà quyết định bà ở trong chùa nên các cô mà chăm các cụ các cô mình cũng rất là có tâm lượng lớn lắm gia đình người thăng vào mà nhờ cái chỗ này mà được độ nhận đức chưa nói chuyện với người ta vậy mà cái hành động của các cô mà chăm lo cho người thân người ta vậy mà độ được người ta quý vị chính cái ông chú hôm qua ông nói rằng con biết nhiều chùa mà con thấy ngôi chùa này đặc biệt thiệt cái sự chăm lo cho người thân con con chấp nhận vô cùng đây là cái điều chính hôm qua chú kia ông nói như vậy và khi đi xuống với bệnh viện chính mẹ con thì thầy biết con đàn ông mà làm sao con chăm lo bằng mấy cô nhưng mẹ con luôn luôn nói rằng dù cho là con gái của bà cũng không chăm lo bằng là các cô trong chùa chăm lo bà nữa đó. chính ông hôm qua là chưa gặp những đức nghe những đức nói chuyện gì hết mà đã được độ qua cái hành động của các cô chăm lo cho người thân người ta rồi đó đó quý vị biết rằng nghe nói chuyện thôi những đức nó được rồi Bây giờ chú cứ về quê sắp xếp gì gia đình đi còn bà thì cứ yên tâm để đây nhận đức lo cho sắp xếp cho những đức tặng cho chú hai cái máy về một cái chú nghe một cái thì chia nhau nghe đi vì thấy rằng là mình thấy cái người có thiện căn cái người có thiện căn không có phù phiếm chứ gặp mọi kiểu mà phù phiếm văn tự mà ngồi nói chuyện màu mè mà, xạo sự mình nói sơ và biết liền cũng nói chứ mà cái người người ta rất thật thà quý vị mà lời nói cái thật thà mà khôn mình mình chấp nhận vô cùng luôn á ờ à, đó vị thấy không Cái mà không có văn tự mà thật thà là thành công Cái mà văn tự mà không hành trì Là thất bại đó Nên học Phật phải học ra Cái chân thật Chỉ còn có một câu Phật hiệu Đúng rồi Rất là đúng Vì hành trì mà đó Một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành đó, Nên các cô nghe rất rõ ràng đó nên phải nhớ rằng mình được cái duyên á ở trong ngôi tam bảo là tu phước thù thắng lắm Rất là thù thắng Không biết nghe uổng thiệt là uổng ừ. Nó nên nói. Thí dụ như trồng một cái vườn rau phước nhiều lắm Cho cả đại chúng ăn mà Nó như vậy mà thường để rau cho già Mới đem cho, cho chúng ăn Những đức đây là câu nhắc nhở đó nghe Cho vị biết đó Quý vị sẽ có vấn đề đến với quý vị đó Không đơn giản Vì cái tâm niệm của mỗi con người ăn Họ nghĩ rằng rau già quá chỉ cần mỗi một tâm niệm như vậy thôi Họ tổn phước Mà cái phước tổn nhất Là chính chúng ta không điều tiết được cái vườn rào Cái việc làm tốt nó có tốt Nhưng cái việc mà đi ngược lại Là nó phản ngược Thì phải nhớ Thí dụ như chúng ta nổi tiếng vô cùng Nhiều người biết đến mình ao ạt đến Nhưng chúng ta chỉ cần làm một điều gì sai quấy Tức khắc Nó quay 180 độ lại Khi thương Thì mỗi người người ta giúp cái vị một cái Nhưng khi ghét Mỗi người người ta chỉ cần chém cái vị một lữ dao thôi thì quý vị cũng đủ tan sát rồi đúng không Đó Tình thương mà quay ngược Như vậy đó Nên trong Phật Pháp mà không hiểu Là quý vị tiêu Đừng có nói làm nhiều mà giỏi Đừng có nói ít làm mà dở Cái tu là tùy duyên Đủ duyên thì nhiệt tình Không đủ duyên thì diệu tâm hoàn toàn Trong việc nào tu công việc này Gọi là tùy duyên tu đạo Đó mình chúng ta chấp tay hồi hướng quý vị nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để tự và chúng sanh động sanh về tình độ